Xin kính chào tất cả mọi người nhé. Nay thì Văn lại đi quay cho tất cả mọi người cùng xem và tham khảo một cái mảnh đất vườn có một căn nhà rất là đẹp nhé. Mảnh đất này thì trực thuộc tại xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Đi theo hướng này á là cách khoảng 400m là tới đường tỉnh lộ 686, đường lưu thông từ Sài Gòn lên Đắk Nông. Đường rất là lớn nhá, đi từ Sài Gòn lên là đi qua có trục đường đấy luôn. Đó. Đất của mình là bám được 60m mặt đường cấp phối. Cấp phối này là đường lưu thông nhé mọi người nhé. Dân cư ở quanh đây rất là đông. Đó, đây là có một cái con đường nữa, tới đây nhé. Là 60m. Đất đỏ ba gian, bằng đẹp, không sỏi đá. Có một căn nhà xây rất là khang trang. Đó. Mái vòm làm đầy đủ hết nhé. Nhà này được ốp hết gạch hoa từ trong ra ngoài luôn. Đất của mình đây nhá. Tới cái trụ điện bên này là khoảng 60m. 60m mặt đường. Đó, mặt đường này là lưu thông nhá. Ngay đây là người ta cũng mới làm nhà ở. Có hàng xóm rất là đông vui luôn. Và yên tĩnh nhá. Đã có điện 3 pha đầy đủ. Này, đất của mình đằng sau này bằng đẹp nhé. Đây là khoảng sân, còn sau này là vườn có ít cà phê, ít sầu riêng và ít trái cây. Đó. View rất là thoáng nhé, rất là thoáng mát luôn. Cổng rào là kiên cố. Nhà khá là khang trang nhé, rộng rãi sạch sẽ. Xung quanh là ốp hết gạch hoa, cao tầm khoảng 3m. Đó, cửa gỗ nhé. Trần la phông làm bằng gỗ luôn, rất là mát. Đây là phòng khách nha mọi người nhé. Ốp hết la phông, ốp hết gạch hoa là xung quanh, cao tầm khoảng 3m. Đó, có 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ nhé. Này, cho một đại gia đình ở đây luôn. Đây là nhà bếp này. Phòng ăn ở dưới luôn. Rất là rộng rãi. Căn nhà này xây nói chung là ốp gạch hoa là 80%. Sạch sẽ, rất là sạch nhá. Bên này là khuôn viên nhà bếp nấu ăn này. Nhà kho bên này. Còn đây là công trình vệ sinh này, nhà tắm là đầy đủ luôn. La phông là rất là mát nhé. Đấy, rất là khang trang. Trần này hồi xưa là làm bằng gỗ xoan đào, rất là đẹp. Vòm chỗ để xe cộ nhé. Mưa là không tới sân luôn, rất là mát mẻ. Nó xung quanh là một vườn cây của mình, rất là xanh tươi. Đây là cà phê nhé mọi người nhé. Nguồn thu trên mảnh đất của mình thì nói chung là nó cũng hơi yếu, do gia chủ là cũng không có được chăm sóc lắm. Gia chủ ở xa nhé mọi người nhé. Đó, hồng xiêm này, và có bơ này,
của bơ bút nha. Đây là bơ Mỹ này, bơ Mỹ. Thế đất và mảnh đất của mình rất là đẹp. Nếu mà cải tạo lại mình trồng một vườn cây trái đây thì nó sẽ hợp lý. Xung quanh là cây bơ, các loại trái cây. Có ít cà phê và hồ tiêu của mình thì nó hơi xấu nhé. Vườn này thì nói chung là cây trồng thì cà phê, hồ tiêu thì nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà có một số cái trái cây. Đấy. Vườn này quý anh chị mình, nếu ai yêu thích trái cây thì mình làm một vườn trái cây thì đây thì nó rất là đẹp luôn. Rất là hợp lý nhé. Đây là bơ 034 này. Đó. Có cả thanh long nhé. Thanh long này. Thanh long ruột đỏ, ruột vàng này. Xung quanh nhà là bao quanh là một vườn cây trái. Đấy, bơ nhé mọi người nhé. Đó, bơ này. Bơ bút. Và có một số cái sầu riêng nữa. Theo thông tin từ gia chủ thì có 100 cây sầu riêng nhé, nhưng mà chưa được chăm sóc. Cần là một bàn tay chăm sóc ở đây thì sẽ có trái sầu riêng ăn. Bơ thì rất là nhiều. Vườn cây trái rất là đẹp luôn. Có cà phê vẫn đang còn thu được một ít nhé. Đây là sầu riêng này, sầu riêng và bơ và hồ tiêu, cà phê. Cây kia là macca nhé. Ở đây mà mình trồng một vườn macca ở đây thì nó rất là đẹp luôn. Nhìn sang bên kia là nhà thờ nhé, nhà thờ lớn nhất ở cái huyện Đắk Song này, ở cái xã Đắk Rung này luôn. Đó. Nhà thờ rất là đẹp. Mảnh này thì view rất là thoáng, view rất là thoáng mát luôn. Có 100 cây sầu riêng như này nhá. Sầu riêng này thì đã trồng được 2 năm tuổi. Cà phê này. Cà phê là được 800 gốc nhá mọi người nhá. Vài trăm trụ tiêu như này. Nguồn thu của mình thì cũng đang còn khá là cơ bản nhá. Này, sầu riêng này là giống Dona Thái. Dona của Thái này. Này thì chăm sóc và thì sang năm cũng để bói được 1-2 trái là ăn được rồi. 2 năm nữa là bắt đầu thu chính. Đó, bơ trái chịu trái luôn. Đây, sầu riêng gia chủ đã trồng sẵn hết đây rồi nhé. Đây, sầu riêng này, Dona. Mảnh đất này thì diện tích là hơn 7 sào. Giá bán thì gia chủ đang mong muốn là 1.8 tỷ. Có căn nhà rất là đẹp luôn. Căn nhà này rất là khang trang, rộng rãi. Xây hồi xưa là xây cũng gần 1 tỷ rồi. Mảnh đất này thì cải tạo lại nhé mọi người nhé. Cải tạo lại mình trồng lại, trồng thêm macca và các loại cây trái được thì rất ok luôn. Đó. Nhà thờ nhìn ra xung quanh là view rất là thoáng. Xác định mua mảnh này thì nguồn thu hơi yếu nhé mọi người nhé. Có ít trái cây. Còn lại là cà phê và hồ tiêu thì không được gia chủ chăm sóc mạnh nên là cũng bình thường thôi. Này, macca này là năm sau là bắt đầu là cho trái rồi nhá. Nữ hoàng của hạt khô. Macca thì trồng không phải chăm sóc. Nó lên rất là mạnh luôn. Đó, đất đỏ ba gian. Như vườn này thì mình cải tạo lại, mình trồng một mảnh vườn macca, macca ghép thì rất là tuyệt vời. Cộng thêm một ít sầu riêng và ít bơ,
thì nó sẽ rất là đẹp nhé. Mặt đường rất là nhiều, nhà đẹp. Đó. Đất bằng đẹp, không dốc nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Ở Đắk Nông thì khí hậu rất là mát nhé, chỉ dao động vào khoảng 18 đến 25 độ thôi. Sáng sớm thì chỉ 18-19 độ nhé. Trong lành, mát mẻ. Vườn cây ăn trái. Đây có một khoảng sân. Sân rất là rộng để mình phơi phong để cây cảnh ở đây thì tuyệt đẹp luôn.